Chủ đề của bài ngày hôm nay đó là mình bán hàng trực tiếp cho khách hàng tại quầy, tại cửa hàng của mình. Xin chào quý anh chị. Hôm nay thì mình xin tự giới thiệu, mình là trainer Minh Đặng, có mặt ở đây để hướng dẫn anh chị tiếp tục trong cái phần kiến thức liên quan đến GoSell. Rồi, bài hôm nay thì mình học sẽ có một cái góc nhìn nó khá là khác với các bài trước đây. Nếu mà mình đã tham dự đầy đủ các bài trước đây thì mình sẽ thấy một cái góc nhìn nó của bài ngày hôm nay nó khác khá là nhiều ha. Thì như các anh chị cũng biết được rằng là các buổi trước á, thì mình đã học về cái cách đăng sản phẩm cũng như là tất cả những cái thao tác liên quan đến cái việc mà đăng bán sản phẩm online. Hôm nay thì mình xin phép là mình tạm thời mình quên mất cái việc mình bỏ qua cái việc mà bán hàng online đi ha. Tại vì chủ đề của bài ngày hôm nay đó là mình bán hàng trực tiếp cho khách hàng tại quầy, tại cửa hàng của mình. Ha, bán hàng offline, bán hàng trực tiếp hay là bán hàng tại quầy là cái chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh chị một cái thiết bị, một cái bộ, nó là GoBoss POS. Câu hỏi đầu tiên là có anh chị nào biết POS là viết tắt của từ gì không ạ? Anh chị nào biết thì có thể mở mic lên trả lời giúp mình, hoặc là có thể chat lên đây giúp mình ạ. Chị Nhi ơi, chị có nắm được cái thông tin POS là viết tắt của từ gì không? Dạ rồi, vậy là chưa có ai nắm được cái thông tin này rồi ha. Mình xin giải thích ha, POS là viết tắt của từ Point of Sale, tức nghĩa là một cái điểm bán hàng. Nếu mà mình dịch sát nghĩa tiếng Anh ra thì nó là một cái điểm bán hàng ha. Thì cái thiết bị mà mình hay gọi á, giống như mình đi ra ngoài đường mà mình đi vô những cái cửa hàng mà họ có cái thiết bị máy bot á, là cái từ này nha anh chị. Sau này mình phải nhớ cái từ này. Cửa hàng của tôi có thiết bị thanh toán máy bot chẳng hạn, có hệ thống máy bot chẳng hạn, thì nó đều là cái hệ thống này hết ha. Mình sẽ phân biệt được cái thuật ngữ này, tại vì bây giờ mình đang làm công nghệ, mình đang buôn bán theo cái hệ thống ha. Rồi, bài hôm nay mình sẽ gồm có 4 phần. Đầu tiên thì muốn bán hàng tại quầy á, thì mình phải cài đặt sản phẩm bán hàng tại quầy. Mình cài đặt nó lên hệ thống của mình để mình tính tiền nó nhanh hơn đó mọi người. Mọi người có nhớ cái câu khảo sát hồi nãy không? Mình phải cài đặt nó để mình có được những cái cách làm sao để mình kiểm soát và mình tính tiền nó nhanh chóng hơn. Sau khi mình có được sản phẩm rồi thì mình sẽ bắt đầu cái việc bán hàng bằng cách là mình đợi khách hàng tới mua hàng. Rồi khi mà họ mua, họ mang cái giỏ hàng ra thì mình sẽ tạo cái đơn hàng tại quầy để mình tính tiền. Trong lúc tạo đơn hàng thì mình có thể lưu trữ thông tin khách hàng, mình chọn khách hàng hoặc là mình thêm mới khách hàng tùy theo cái mà mình thấy rằng là mình có thể áp dụng mà những cái cách nào đó như là lưu trữ thêm hoặc là tạo thêm thông tin, hoặc là nếu khách hàng đã có sẵn thì mình điền thêm một thông tin nào đó nếu mình biết. Và cuối cùng của cái việc tính tiền là thường rằng là ai mà đi vô cửa hàng mà tính tiền cũng cần có cái bill đúng không ạ? Cho nên mình sẽ hoàn tất bài ngày hôm nay với nội dung là in được cái hóa đơn bán hàng để gửi cho khách. Rồi, bài ngày hôm nay có 4 phần như vậy ha. Rồi, mình sẽ đến với phần đầu tiên, cài đặt sản phẩm bán hàng tại quầy. Rồi, như các anh chị cũng biết ha, thì đối với cái app, cái GoSell của mình á, thì là mình đăng sản phẩm á, thì bài hôm trước là các anh chị đã học cái việc đăng sản phẩm lên như thế nào rồi. Thì cái việc đăng sản phẩm nó cũng tương tự như những cái bài trước đây thôi, nó không khác gì hết. Mình sẽ vào trang sản phẩm của mình ha. Rồi mình sẽ click vào tạo sản phẩm như bình thường. Như trước đây mình đã học cái việc đăng sản phẩm, tạo sản phẩm lên trong cái trang của mình. Mình tạo sản phẩm, click vào, hoặc là mình có thể click vào những cái sản phẩm có sẵn để mình chỉnh sửa, thêm bớt hình ảnh, hoặc là mình chỉnh sửa những cái thông tin để phục vụ cho cái việc bán hàng tại quầy. Rồi, sau khi click vào thì việc của mình là mình, nếu mà tạo sản phẩm mới á, thì mình phải có đầy đủ những thông tin này đúng không ạ? Tên sản phẩm, mô tả và sản phẩm như thế nào, khối lượng hàng, những cái thông tin liên quan đến sản phẩm là mình phải điền hết tất cả ở đây ha. Đây là cái bài cũ rồi, mình chỉ nhắc lại cho anh chị nhớ thôi. Đó, mình điền hết tên sản phẩm,
cách để tên sản phẩm như thế nào cũng đã học ha, mô tả. Rồi, đặc biệt đối với việc mà bán hàng tại quầy thì các anh chị đặc biệt chú ý tới cái phần cái ô mà mình đang phanh đỏ đây ha. Đó là trong cái ô nền tảng ở đây, mình phải chú ý rằng là mình phải click vào cái dấu tích tại cửa hàng. À, bắt buộc phải chọn nền tảng tại cửa hàng để thể hiện sản phẩm này bán tại cửa hàng. Nếu mà mình không có tích cái dấu tích vô đây á, tại cửa hàng á, mình chỉ tích vô ba cái ứng dụng web hay GoSocial thôi á, thì là khi mà mình tạo đơn hàng tại quầy mình sẽ không tìm thấy sản phẩm đó anh chị ạ. Ví dụ như lúc nãy mình tạo cái sản phẩm bánh dành cho người béo mà mình không tích tại cửa hàng, thì vô đây mình search sản phẩm bánh dành cho người béo, nó ra kết quả là không tìm thấy sản phẩm. Mặc dù mình đã đăng sản phẩm thành công, nhưng vì lý do là tại vì hồi nãy mình không có tích vô cái dấu này, cho nên rằng là khi mà mình thực hiện thanh toán tại máy bot đó, nó sẽ không thấy cái sản phẩm này nha anh chị. Đây là cái keyword các anh chị cần nhớ, và cái phần quan trọng nhất, nó có một cái sự khác biệt quan trọng nhất giữa cái việc bán online với việc bán tại quầy. Anh chị nhớ cái này giúp mình. Rồi, ở đây thì mình trở lại cái slide này một chút. Lưu ý ha, bán hàng tại quầy, cài đặt sản phẩm bán hàng tại quầy thì bắt buộc phải chọn nền tảng tại cửa hàng. Thì ở đây mình phân biệt một chút ha, những cái nền tảng này á, tức nghĩa là một sản phẩm á, mình có thể tích hết cả bốn cái nền tảng này luôn. Tức nghĩa là một sản phẩm ở shop mình thì mình được quyền bán ở cả trên ứng dụng, trên web, tại cửa hàng và cả GoSocial. Không có bắt buộc là chỉ được một chọn một trong bốn cái này, cho nên anh chị chú ý ha, mình được quyền bán trên tất cả nền tảng. Ứng dụng là bán trên ứng dụng, là bán trên app. À, web là website ở trên web của mình. Tại cửa hàng thì mình nói nãy giờ rồi, mình bán trực tiếp tại cửa hàng. GoSocial là bán trên GoChat. À. Rồi, ở phần cài đặt sản phẩm bán tại quầy thì chỉ cần nhớ như vậy giúp mình thôi, đó là bắt buộc phải tích vào cái dấu tại cửa hàng. Rồi những cái phần còn lại, setup sản phẩm, thông tin sản phẩm, tên sản phẩm đó, thiết kế đóng gói, khối lượng này nọ thì nó y chang như cái bài hôm bữa đăng sản phẩm, cho nên mình sẽ không nói lại ha. Đây, nếu mà mình không tích vào mình sẽ không tìm thấy sản phẩm. Rồi, sau khi tạo sản phẩm thành công, mình đã đăng sản phẩm thành công rồi á, mà mình đã tích vào cái dấu mà tại cửa hàng rồi á, thì ở cái trang giao diện tất cả sản phẩm của mình sẽ thấy nó, những cái mình vừa mới đăng. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm gì để mình phục vụ cho cái việc là quản lý sản phẩm của mình và bán hàng tính tiền nó nhanh hơn, thì mình cần phải in mã vạch đúng không ạ? Đó, cũng giống như là cái câu khảo sát lúc nãy thôi, mình cần có một cái mã vạch ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị cái cách in mã vạch sản phẩm. Sau khi tạo sản phẩm thành công thì người bán hàng nên in mã vạch, rồi dán cái mã vạch đó vào cái sản phẩm đang trưng bày tại cửa hàng. Điều này giúp là cái việc tính tiền nó nhanh chóng hơn, mỗi lần thanh toán là chỉ cần quét cái mã vạch đó là xong. Rồi, ở đây mình sẽ có các bước như sau. Mình click vào ô in mã vạch. Nó sẽ hiện ra tất cả các sản phẩm và mình sẽ tích chọn những cái sản phẩm mình muốn in cái mã vạch đó. Ví dụ mình vừa mới tạo ra bốn cái sản phẩm này mới để bán tại cửa hàng, mình tích chọn bốn cái sản phẩm này. Sau đó mình sẽ chọn số lượng bao nhiêu cái mã vạch. Ví dụ ở đây đang sản phẩm bánh chào đời, in 6 cái mã vạch. Bánh dành cho người béo 4, bánh dành cho người gầy 2 cái mã vạch. Bánh mềm mại 8 mã vạch. Đó, mình chọn số lượng. Chọn số lượng xong thì thường á, cái bước tiếp theo mình sẽ chọn cái kích cỡ của mã vạch. Thì thường là IT sẽ set up
mặc định cho quý anh chị luôn là cái kích thước này 70 x 22 mm. Chọn xong cái số lượng rồi, mình sẽ click vào in mã vạch. Click vào in mã vạch nó sẽ ra cái giao diện như vậy ha, nó sẽ show ra thử cho mình coi cái giao diện coi thử của cái tờ giấy in mã vạch nó ra nó như thế nào mà. Đó. Mình chọn máy in mã vạch rồi nhấn vào nút print là in. Rồi. Những thao tác hết sức đơn giản đúng không ạ? Rồi, ở đây có anh mình dừng lại một chút ha. Có anh chị nào có đặt câu hỏi nào ở giữa khúc này cho mình không? Tạo sản phẩm rồi in mã vạch. À. In mã vạch, chọn những sản phẩm cần in mã vạch ra, chọn số lượng mã vạch mình muốn. Rồi sau đó click vào in. Hết sức đơn giản. Rồi, in mã vạch xong thì ở đây mình sẽ có một cái thao tác là tạo cái đơn hàng tại quầy. À, nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị một chút ở cái việc in cái mã vạch. Mình sẽ thao tác thực tế luôn. Anh chị chú ý ha. Mình đây là cái giao diện trang của mình. Mình click vào sản phẩm. Ví dụ em vừa mới tạo xong sản phẩm này. Ha, bánh mặn, bánh bột lọc. Đó. Bây giờ làm theo cái bài học mình mới học hồi nãy thôi, đó là click vào in mã vạch. Click vào ô in mã vạch xong, mình sẽ chọn cái loại sản phẩm mà cái sản phẩm nào mình mới tạo á, mình muốn in cái mã vạch. Ví dụ em chọn bánh mặn, bánh bột lọc. Em chọn xong cái nó nhảy qua một cái giao diện là bây giờ mình chọn sản phẩm muốn in rồi và nó yêu cầu mình chọn số lượng mã vạch muốn in. Em click vô đây, em quyết định in hai cái mã vạch thôi để in ra thử cho anh chị coi thôi. Em sẽ gõ vào đây số 2 và mình click vào chữ cái ô in mã vạch. Rồi click vào ô in mã vạch, nó sẽ hiện ra cái giao diện mình xem thử như vậy. Đó, bao gồm tên của cái sản phẩm là bánh mặn, bánh bột lọc, một cái dãy mã vạch đó, và cái giá tiền ở đây ha. À, đó, một cái mã vạch của mình nó bao gồm những cái thông tin như vậy. Rồi xong xuôi hết rồi thì mình sẽ bấm vào nút in. Rồi cái máy in nó rục rịch và nó in ra ở đây kế bên em. À, anh chị mà mình học qua Zoom thì có thể mình sẽ không thấy được cái cảnh mà cái máy in nó đổ ra, nhưng em kéo ra ngay chỗ này cho anh chị nha. Đây một cái dãy cái mã vạch. Và việc của mình là sau khi mà có cái mã vạch xong á, sau khi mình in được cái mã vạch thì mình lột cái chỗ mà cái giấy in mã vạch này là mình lột ra, mình lột tại vì nó có cái miếng dán mà ha, nó có cái miếng dán, cái mình dán vô cái sản phẩm nào đó. Đó, ví dụ em bán cái laptop này, em sẽ in cái mã vạch lên cái laptop này. Đó, em dán lên. Đó, anh chị thấy không, mình có được một cái mã vạch rồi đó, thì mình dán lên trên sản phẩm của mình để mình đến lúc mình tính tiền mình quét nó cho nó nhanh. Đó là cái thao tác in mã vạch của sản phẩm. Rồi trở lại, bây giờ đó là sản phẩm mới ha. Còn bây giờ mình bán ngày qua ngày, ngày này qua ngày nọ thì mình cứ bán những sản phẩm này thôi. Thì ví dụ mà hết mã vạch thì mình cứ click vào in mã vạch cái chỗ này, rồi mình chọn tiếp những sản phẩm nào mà đang hết mã vạch đó, mình chọn tiếp, rồi mình quyết định in thôi. Bây giờ số lượng nè, bây giờ mình bán nhiều mà đúng không, mình sẽ in khoảng 20 cái này, 10 cái này đó, 20 đại loại vậy đó. Thì bắt đầu mình cứ bấm in thôi. Đó, nó sẽ ra những cái trang như vậy cho mình. Đó, anh chị thấy không?
là nó sẽ để, nó cho mình coi thử cái trang in ra nó như thế nào. Và việc của mình là bấm vào cái nút in là xong, là nó ra nguyên một cái dây như vậy cho anh chị. Rồi từ đó mình cứ đọc cái tên sản phẩm rồi mình dán đúng sản phẩm thôi. Cái khúc này là việc của người bán rồi. Bây giờ mà lỡ xui xui anh chị nào mà dán sai sản phẩm thì cái đó là em thua, cái đó là không biết được nữa rồi. Mình in ra xong mình còn dán sai nữa rồi, em cũng không biết. Mã vạch bán hàng không cần thiết trùng với mã vạch sản phẩm hả em? Dạ chị có thể hỏi rõ giúp em mã vạch bán hàng ở đây là mã vạch gì ạ? Em đang nói là em vừa mới hướng dẫn chị cái thao tác là mình tạo một sản phẩm và mình in cái mã vạch sản phẩm, thì mình dán lên trên cái sản phẩm mình định bán ở đây. Có nghĩa là cái trong mỗi một sản phẩm là nó có cái mã vạch, cái mã vạch đó nó đi liền với cái mã quốc gia đó em. Em có nhìn thấy cái mã vạch của sản phẩm ở dưới cái mã code mã vạch đó. Dạ đúng rồi chị. Ở trên sản phẩm á là cái về cái mặt quản lý, chị đang nói về cái mặt quản lý á. Là dạ. Cái những cái sản phẩm ví dụ như chị có 100 sản phẩm. Dạ. Là 100 cái mã sản phẩm đó, là ở trong cái mã vạch đó là mình, chị đã có cái mã vạch đó hết rồi. Bây giờ mình bán hàng là mình tạo cái mã riêng nữa em. Dạ đúng rồi, cái mã này là mã riêng của cái sản phẩm của mình ở trên cái trang GoSell của mình đó chị, để mình quản lý ở trên hệ thống của mình. Vậy mình phải đặt riêng nữa hả? Dạ không, cái này em vừa mới hướng dẫn chị cứ tạo sản phẩm là chị in mã vạch ra thôi, chứ không cần đăng ký hay không cần bản quyền hay là đặt gì thêm ạ. Chị hiểu chỗ này không ạ? Là em tạo một sản phẩm mới ở đây, rồi mình muốn cái việc bán hàng của mình tính tiền nó nhanh chóng hơn thì mình cứ tạo mã vạch cho riêng cái sản phẩm đó thôi. Chị là chị phải quản lý vừa mã vạch sản phẩm, rồi mã vạch bán hàng, rồi mã quản lý mã kho nữa hả? Tức là mình phải ba cái luôn hả? À, ở đây em đang nói ví dụ là mình mỗi một cái mã mà mình mã em hiểu ý chị rồi, tức nghĩa là mã của nhà sản xuất họ đưa ra là họ phải đăng ký với lại thông tin của tất cả các bên đúng không? Dạ thì ở đây mã vạch ở đây là mình tạo sản phẩm của mình thôi đó chị ạ. Chị là phải ba loại mã vạch luôn. Dạ em đang hiểu ý chị. Thì mình dùng cái thiết bị của mình quét cái mã này để mình tính tiền nó nhanh thôi, cũng không có mất thêm cái gì á chị. Dạ chị rõ chỗ này chưa ạ? Dạ rồi em cảm ơn chị. À rồi em tiếp đến với cái câu hỏi tiếp theo, máy in thường có in được không? Cái máy này là cái máy thiết bị riêng để in cái mã vạch nha bạn. Anh Thịnh Quách ơi, đây cái máy em đang đặt ở trước cái màn hình. Cái màn hình của em nó có cái bộ thiết bị máy. Rồi em sẽ đi tiếp với phần sau khi mình dán mã vạch lên hết rồi ha, thì bắt đầu mình sẽ bán hàng thôi. Mình bán hàng thì khi có khách hàng tới mua thì mình sẽ bắt đầu tính tiền cho họ. À, tính tiền thì mình sẽ tạo một cái đơn hàng. Rồi ở trang GoSell của mình, click vào ở cái phần đơn hàng đây, mình click vào cái dòng Boss bán hàng tại quầy để mình tạo những cái đơn hàng bán hàng tại quầy. Rồi sau khi click vào cái Boss bán hàng tại quầy, hệ thống của mình nó sẽ hiện ra một cái giao diện, một cái tab kế bên. Cái tab kế bên ở đây nè ha, nó sẽ hiện ra một cái đơn hàng, nó có tên là đơn hàng số 1. Rồi ở đây thì em sẽ nói thêm ha, ví dụ như mình đang bán hàng rất là đông, sẽ có rất là nhiều khách đứng xếp hàng, nhưng trước mặt mình có hai ông, một ông A với một ông B đang đứng đang tính tiền, thì ông A ông tới trước thì mình tạo đơn hàng một đang để tính tiền cho ông A. Ông A ông đang để ba sản phẩm, cái ông kêu khoan đợi ông một chút để ông đi lấy thêm một sản phẩm nào đó khác, thì không lẽ ông B không phải đứng đợi sao? Cho nên mình sẽ click vào cái dấu cộng chỗ này để mình tạo ra một cái đơn hàng thứ hai để mình tính tiền cho ông B trước cho nó nhanh, rồi trong khi chờ đợi cái ông A ổng đi lấy thêm hàng về để ổng bỏ cho để mình tính tiền đó. Thì mình có thể click vô cái dấu cộng này để mình tạo tiếp những cái đơn hàng tiếp theo. Chút xíu nữa em sẽ demo cụ thể cho anh chị ha. Rồi để tạo đơn hàng tại quầy
người bán hàng có thể thêm sản phẩm vào đơn hàng bằng hai cách. Mình sẽ có hai cách để thêm ha. Thứ nhất là mình sẽ gõ cái tên sản phẩm. Đây, mình tìm cái tên sản phẩm. Đó. Cách này thì hết sức là thủ công. Rồi, mình ví dụ khách hàng mua bánh chào đời thì mình gõ chữ bánh chào đời để mình gõ vô. Rồi, bánh ít đường thì mình gõ chữ bánh ít đường để mình add vô đơn hàng của mình. Đó, ví dụ ở đây em sẽ chọn được bánh chào đời, bánh mì baguette, bánh mì tròn. Đó, em bỏ vô cái đơn hàng. Hoặc cách thứ hai đó là dùng cái tính năng quét mã vạch sản phẩm để thêm sản phẩm vào đơn hàng. À, cái tính năng này á thì là mình phải đảm bảo rằng mình sẽ kết nối với cái súng bắn quét mã vạch. À, cái súng đó nó kết nối với cái hệ thống máy tính của mình. Đó, mọi người thấy là mấy bạn tính tiền ở những cái quầy cửa hàng tiện lợi sẽ có một cái thiết bị quét mã vạch đúng không ạ? Là đó, em cái tờ của mình đang dùng tờ là cái súng quét mã vạch ha. Thì mình, cái tính năng đó nó giúp cho mình quét cái mã vạch nhanh chóng, để vô cái là tích 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 tích. Đó, nó tự động nó add vô cái đơn hàng số 1 này của mình. Đó. Mình sẽ có hai cách để thêm sản phẩm vào đơn hàng. Rồi. Sau khi mình thêm sản phẩm vào xong rồi, mọi người thấy ha. Mọi người thấy là em mua 3 loại bánh ha. Bánh mì tròn, bánh mì baguette, bánh chào đời. Mình thêm số lượng của khách hàng cần mua vô, nhập cho đúng ha. Thì tiếp theo là dựa trên cái đơn hàng của mình sẽ thêm thông tin khách hàng. Thường á, thì là nếu mà một người mình không cần lưu trữ thông tin của họ, hoặc nói chung là mình không muốn lưu họ, thì mình không cần phải chọn cái thao tác là chọn khách hàng này. Tuy nhiên để phục vụ cho cái việc là sau này mình cần marketing đến họ nào, hoặc là nếu mình có thời gian thì mình có thể xin thêm thông tin khách hàng, hoặc mình biết rõ khách hàng đó đã từng là khách hàng của mình rồi, thì mình có thể thêm thông tin khách hàng đó vào đơn hàng tại quầy bằng cách là mình sẽ gõ vào cái ô đây, ô ký tự ở đây. Ví dụ em gõ chữ A, cái nó sổ ra một số khách hàng đã có là thành viên của mình, nó liên quan đến chữ A này, và em sẽ chọn khách hàng tương ứng, ví dụ vậy. Và mình có thể gõ tên, ví dụ tên anh chẳng hạn ha. À, mình có thể chọn một cái khách hàng cụ thể, ví dụ ở đây đang là khách hàng tên là Demo, đã là thành viên rồi. Đó, mà thành viên thì họ sẽ có cái ID thành viên ha. Cách thứ hai mà để mình thêm thông tin khách hàng vẫn là một cái thiết bị dùng để quét mã vạch khách hàng. Mỗi một khách hàng của mình á, thì họ có ID khách hàng và tương ứng như sản phẩm, thì ID khách hàng đó cũng có thể in ra được cái mã vạch của khách hàng. À, thì sau khi mà khách hàng có được cái mã vạch mình phát cho họ rồi, về lâu và dài họ chỉ việc dán cái mã vạch đó đâu đó trong ví họ hay một thẻ nào đó, thì đến cửa hàng mình mua hàng họ chỉ cần đưa cái mã vạch ra là nhân viên của mình có thể dùng cái thiết bị bắn mã vạch để mình add thông tin khách hàng vô đơn hàng. Rồi, thao tác thứ ba liên quan đến khách hàng đó là với một khách hàng mới hoàn toàn, mình có thể click chọn dấu cộng để mình thêm thông tin khách hàng. À, một khách hàng mới chưa có thông tin gì hết, chưa có thông tin gì mà bây giờ mình cần lưu trữ thông tin của họ, thì mình sẽ click vào cái dấu cộng ở đây. Click vào một cái nó sẽ sổ ra một cái trang là mình cần phải nhập đầy đủ thông tin của khách. Tuy nhiên ở trong cái trang tạo khách hàng mới này, nó sẽ có hai cái phần thông tin bắt buộc phải điền, đó là họ và tên và số điện thoại. Những cái phần thông tin còn lại, ví dụ như là giới tính, sinh nhật, email, địa chỉ, hoặc là thành phố, quận, khu vực gì đó, thì mình nếu mình biết rõ thì mình nhập vô. Còn nếu mình chưa có biết rõ thì mình có thể bỏ trống. Ha, đặc biệt ví dụ như ngày sinh nhật nha. Thì khách hàng tới thì mình có được những thông tin này thì mình nhập vô thêm. Nhưng quan trọng nhất đó là họ và tên và số điện thoại là bắt buộc. Nhập đầy đủ thông tin khách hàng xong xuôi, mình tích vào cái dấu tạo tài khoản thành viên cho khách hàng này.
vào thêm. Đó. Đó là cái cách mà mình sẽ tạo thông tin cho khách hàng mới nha. Click vào dấu cộng rồi điền đầy đủ thông tin, đặc biệt nhất là họ và tên và số điện thoại. Sau đó click chọn tạo tài khoản thành viên cho khách hàng và bấm thêm. Rồi. Thêm thông tin khách hàng xong thì mình sẽ thấy được cái ô tên khách hàng ở đây. Sau khi mình thêm khách hàng xong thì có thể ngay lúc này mình bấm hoàn tất tính tiền luôn. Tuy nhiên sẽ có những khách hàng muốn mình giao hàng, sắp xếp cái việc giao hàng sau, không có muốn nhận hàng liền bây giờ, họ đi đâu đó chẳng hạn, thì họ muốn sắp xếp cái việc giao hàng thì mình cần phải tích vào cái chỗ giao hàng này để sắp xếp cái công đoạn giao hàng cho họ. Tích vào nó sẽ sổ ra cái ô là sắp xếp cái việc giao hàng đó, thì cần phải điền đầy đủ thông tin, quan trọng nhất là cái chỗ địa chỉ giao hàng. Rồi, sắp ghi rõ cái chỗ địa chỉ giao hàng đã xong rồi, mình lưu lưu thì những cái thông tin liên quan đến cái việc giao hàng nó sẽ được nằm trong cái đơn hàng này. Rồi, cái khúc này thường nhân viên tính tiền sẽ nói là em đọc lại đơn hàng này của anh chị nha. Bánh mì tròn 3 ổ, bánh mì baguette 2 ổ, bánh chào đời 1 ổ, tổng cộng của anh chị là 415.800 đồng. Đó, khách hàng sẽ đưa tiền cho mình. Đó, họ đưa dư thì mình sẽ hỏi lại. Ở đây ô tiền đã nhận. Tiền đã nhận được định nghĩa là cái số tiền mà khách hàng đưa cho mình đó mọi người. Ví dụ như khúc này họ đưa mình tầm 500 ngàn thì mình để 500 ngàn. Và mình hối lại bao nhiêu thì mình nhập đây ha. Rồi. Sau đó bấm hoàn tất để hoàn tất cái đơn hàng. Rồi, hoàn tất xong đơn hàng thì thường á, thường ở những cái quầy á, khi mà mình vừa hoàn tất xong đơn hàng á thì là cái khách hàng cần là cái bill đúng không ạ? Sẽ có một số anh chị không có quan tâm tới bill, thì có hay không có thì cũng không quan tâm lắm, nhưng có một số bạn trẻ họ đi mua đồ giùm cho nhiều người thì họ cần một cái bill để có thể chia tiền ra ha, để về đỡ cãi lộn, đỡ đỡ cãi nhau chẳng hạn vậy. Thì ở khúc này họ cần có một cái bill để tính tiền, thì việc của mình là in hóa đơn bán hàng đó ra cho họ ha, ở giao diện tính tiền cho khách hồi nãy cũng là cái bill hồi nãy. Khi mình click vào hoàn tất một cái một thì tự động nó hiện lên cái giao diện là nó sổ ra cái trang này luôn nha anh chị. Nó báo là đơn hàng mới được tạo thành công ha, và sổ ra cái trang in cái bill này để mình phải bắt buộc phải in cái bill ra cho khách hàng. Rồi, nó sổ ra cái trang như vậy, mình chọn máy in cho nó đúng kích cỡ. Sau đó mình bấm vào in. Đó, đó là hoàn tất cái việc in cái bill ra. In cái bill ra gửi cho khách. Đó. Rồi, mình cũng có thể in hóa đơn bán hàng bằng cách thứ hai như sau, mình vào giao diện GoSell, vào những cái trang quản lý đơn hàng, chọn cái đơn hàng nào đó mình muốn in hóa đơn. Ví dụ em chọn cái đơn này. Đó. Em chọn xong nó sẽ ra cái trang chi tiết của cái đơn hàng có cái mã số như vậy đây. Xong xuôi, mình muốn in hóa đơn thì mình click vào in đơn hàng. In đơn hàng sau khi click vào nó sẽ sổ ra hai cái chỗ. Chỗ thứ nhất là in phiếu vận chuyển, chỗ thứ hai là in biên lai. Cái phần mà in phiếu vận chuyển á, thì mình sẽ được học ở cái phần sau, là cái bài mà liên quan đến cái quá trình vận chuyển thì mình sẽ học ở bài sau. Còn bây giờ mình chỉ đang chú tâm đến cái việc mà gửi cái bill cho khách hàng thôi, cho nên em hướng dẫn ở cái chỗ in cái biên lai. Mình click vào biên lai nó sẽ sổ ra cái trang
yêu cầu mình chọn cái kích cỡ. Kích cỡ ở đây thì mình chọn, em ví dụ ở đây mình sẽ chọn K80 cho nó có hai cái loại máy in ha, một cái là K57, một cái là K80 tùy theo cái chiều rộng. Em ví dụ em đang chọn cái K80. Mình có thể thêm ghi chú cho cái đơn hàng này giao hàng lúc 4 giờ chẳng hạn vậy. Sau đó chọn OK. OK xong nó sẽ ra một cái giao diện cái trang in như vậy cho mình. Rồi mình nhìn lại một lần nữa coi cái thiết bị máy in đúng đã được sắp xếp hết chưa. Xong xuôi thì mình bấm vào print là in cái hóa đơn ra. Rồi, đó là những thao tác in cái hóa đơn ra cho khách hàng. Lưu ý mình có hai cách để in hóa đơn. Mọi người có nhớ được cách số 1 hồi nãy không ạ? Cách số 1 là mình in ngay cái lúc mình tính tiền cho khách ngay cái lúc đó luôn. Cách thứ hai là ví dụ mà khách đi đâu đó, khách quên, khách làm rớt mất tiêu cái bill chẳng hạn, hoặc là shop của mình cần đối soát lại cái bill nào đó thì mình có thể in lại một lần nữa cái hóa đơn này. Rồi bây giờ em sẽ thực hiện cái thao tác in hóa đơn cho anh chị coi ha. Ở giao diện tất cả đơn hàng mình đang có của shop của mình. Rồi lít vô đây, đó lít vô một cái nó ra một cái trang kế bên ở đây nè, thấy không anh chị, thấy không, đây nó ra cái trang này. Và bây giờ mình sẽ nhập thông tin nè, như nãy mình có nói cùng một lúc. Dạ đúng rồi, boss bán hàng tại quầy á chị. Dạ chính xác, cùng một lúc mình có thể tạo nhiều đơn hàng đó. Ví dụ đơn hàng số 1 đang nhập sản phẩm nào đó bán cho ông A, ông kêu khoan đợi ông chút, thì mình click qua đơn hàng 2 mình tạo sản phẩm, đơn hàng 3, đơn hàng 4 tương tự như vậy ha. Em ví dụ mình đang ở cái đơn hàng 1. Hồi nãy mình có mấy cách để add sản phẩm vô đơn hàng vậy mọi người. Cách đầu tiên là mình sẽ tìm theo tên sản phẩm. À em thấy là anh Thịnh Quách có raise hand, anh định nói gì anh Thịnh? Anh Thịnh Quách hỏi là bên em á, thì nó có bán những sản phẩm lắp ráp á, tức là khi mà trong danh mục linh kiện á, thì nó sẽ có nhiều linh kiện nhỏ, nhưng mà có sản phẩm khi bán ra đó nó sẽ là những cái linh kiện nhỏ lắp ráp lại với nhau đó. Khi đó mình xuất bán như vậy thì mình sẽ tính nó như thế nào ạ? Tức nghĩa là em ví dụ là anh bán những cái linh kiện lẻ và anh cũng đã ráp lại hoàn chỉnh một cái anh bán luôn đúng không? Vâng đúng, nếu mà mình ráp những cái linh kiện nhỏ thành một cái máy để mình xuất bán đó, khi đó mình sẽ xuất cho khách hàng với dạng mình quét một quả vạch của cái máy, hay là mình gom lại tất cả những linh kiện thành một máy ra. Anh gom lại hết tất cả vô một cái anh đã ráp xong, anh tạo một cái sản phẩm. Rồi em ví dụ nha, em ví dụ cho anh nha, anh bán cái máy tính bàn đi, thì anh sẽ bán gồm cái màn hình, cái CPU, con chuột, bàn phím đúng không, rất nhiều cái đúng không, thì anh bán lẻ vẫn có. Nhưng anh bán máy bộ thì anh đặt một cái sản phẩm mới hoàn toàn luôn là máy tính bộ chẳng hạn vậy, là anh để giá theo cái sản phẩm tổng đó rồi anh quét mã vạch bình thường thôi. Dạ dạ ok cho anh Thịnh. Dạ. Rồi em cảm ơn anh Thịnh. Mình trở lại với giao diện thêm sản phẩm vào cái đơn hàng. Hồi nãy anh Thanh đã trả lời mình có hai cách rất là chính xác ha. Em sẽ thực hiện cách đầu ở trên web và chút xíu nữa em sẽ thực hiện cách thứ hai ở trên app. Cách đầu tiên mình sẽ chọn tên sản phẩm ha. Em có thể bán bánh đó, em đánh chữ chào thôi, chưa có đánh dấu huyệt luôn, nó ra cái sản phẩm gợi ý này cho mình ha. Rồi em chọn bánh chào đời, rồi em tắt đi, em tìm bánh khác, em chọn bánh mềm mại đó. Nó thêm sản phẩm cho mình. Sau khi mình chọn sản phẩm xong thì mình sẽ chọn số lượng khách hàng cần mua, ví dụ đây là hai cái, ở đây là ba cái chẳng hạn vậy. Sau khi thêm sản phẩm vào đơn hàng xong thì mình có thể bước thứ hai là mình sẽ thêm thông tin khách hàng đúng không ạ? Hồi nãy mình học nhớ không mọi người? Bây giờ em sẽ thêm khách hàng có sẵn, ví dụ em thêm bạn Chi, khách hàng Chi này.
khách hàng có sẵn đó. Hoặc là em có thể tạo một khách hàng mới. Đây, em tạo khách hàng mới thì yêu cầu mình phải nhập họ tên và số điện thoại ha. Thôi bây giờ em sẽ thêm khách hàng có sẵn. Thêm khách hàng xong xuôi thì mình có thể sắp xếp giao hàng. Còn nếu mà khách hàng lấy hàng liền luôn thì mình khỏi tích vô đây, được không ạ? Mình khỏi tích vô. Rồi tổng cộng bill là 1.350.000 nha chị Chi ơi. Đó, người ta đưa bao nhiêu tiền thì mình gõ vô đây rồi mình hối lại. Còn nếu mà người ta đưa đủ thì mình cũng gõ đây là 1.350.000 rồi mình bấm vô hoàn tất, được không? Rồi mình bấm vô hoàn tất thì điều gì sẽ xảy ra? Lít vô, em lít vô đây. Đơn hàng mới được tạo thành công. Đó, thấy không mọi người, thấy không? Nó sẽ hiện ra cái thông tin là nó báo rằng là đơn hàng mới được tạo thành công. Và việc của mình là in cái hóa đơn ra cho khách hàng. Rồi mình nhìn như vậy là mình thấy được trước mắt mình là cái bill nó là thấy nó sai rồi. Cho nên mình phải kiểm tra lại cái máy, cái thiết bị in của mình nó có đúng hay chưa. Tại thường một cái máy tính á, mình hay kết nối với nhiều loại máy in đó anh chị, cho nên mình cần phải chú ý. Hồi nãy là cái máy in barcode sản phẩm, còn bây giờ mình sẽ chọn cái máy in K57, cái máy in ra một cái bill. Em chọn đúng cái bill ở đây ha. Đây mình có thể thấy được. Đây. Đó, em zoom bự ra cho anh chị coi. Rồi, mình muốn in bao nhiêu trang, ấy bao số lượng bao nhiêu cái bill thì mình ở đây. Bây giờ em chỉ muốn in một cái thôi, em sẽ bấm in, bấm print. Đây mọi người thấy ha, ở trên cái thiết bị máy in bill của em nó in ra một cái tờ bill ở đây. Đó, và bây giờ em sẽ đứng dậy em xé nó ra em gửi cho khách hàng. Đây. Đây nè, đây đó, in ra có thể là mình sẽ thấy nó từ xa mình sẽ không thấy được, nhưng mà máy in vừa mới in ra được một cái bill như vậy ha. Và việc của mình là mình gửi cho khách hàng. Đó. Rồi khách hàng mà kêu cho tôi in lại cho tôi một cái khác đi, là mình cũng có thể in lại thôi. Đó. Mọi người thấy được điều gì? À, mình vừa mới in xong thì hoàn tất đơn hàng thì cái đơn hàng số 1 hồi nãy nó mất tiêu đúng không ạ? Nó mất tiêu đúng không ạ? Bây giờ mình muốn in lại cái hóa đơn, họ kêu in lại cho họ một cái nữa thì mình đi vô đâu? Mình trở lại trang admin đơn hàng của mình. À, mình tìm đến cái đơn hàng hồi nãy. Đó. Nó sẽ hiện ở đây và mình click vào cái đơn hàng. Em ví dụ cái đơn hồi nãy nó là cái đơn này thì mình bấm vào in đơn hàng thôi. Đó, đó là cái cách in thứ hai, bấm vào in đơn hàng. Ha, à, khi mà bấm vào in đơn hàng nó sẽ có hai lựa chọn, in phiếu vận chuyển hoặc in biên lai. Phiếu vận chuyển mình sẽ học sau. Bây giờ mình sẽ click vào in biên lai. Rồi, in biên lai thì em chọn đúng cái máy của em, K57. Thêm thông tin giao hàng lúc 4 giờ chiều. Đó. Ok. Rồi nó ra cái trang thông tin in. Đó. Mình có thể coi lại ở đây. Em zoom nhỏ, zoom lớn gì đó ở đây đều được hết. Rồi. Nè cái mọi người thấy ha, cái giao hàng lúc 4 giờ chiều là cái ghi chú nó nằm ở đây luôn nè. Nó cũng sẽ được nằm ở trong cái bill của khách hàng. Rồi. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Đó. Đây là nội dung mà cái bill mình in ra. Bây giờ em sẽ bấm vào in. Rồi, đây, nó chạy ra. Đó. Dài hòn lòn. Đó. Đây là cái mà mình vừa mới thực hiện, in cái bill đơn hàng ra cho khách hàng ha. Rồi, đó là cả một cái quá trình mình sử dụng
cái web GoSell của mình, cái tính năng bán hàng tại quầy để tạo đơn hàng, cũng như là in những cái hóa đơn ra bán hàng cho khách hàng ha. Và bây giờ em sẽ thực hiện cái việc, tức nghĩa là ở trong cái việc mà mình bán hàng á, trong lúc mà mình bán hàng á thì mình có một cái máy tính ở cái chỗ quầy tính tiền thôi, nhưng mà nhân viên của mình thì mình được quyền cung cấp những cái app khác. Mỗi một bạn nhân viên sẽ có một cái app ở trên điện thoại hoặc là cái tablet để có thể tính tiền, tạo đơn hàng một cách nhanh chóng. Và bây giờ em sẽ thực hiện cái thao tác mà làm sao để tạo những cái đơn hàng ở trên cái app của mình nhanh chóng và dễ dàng ha. Em sẽ show nó ra trong màn hình, anh chị đợi em một chút xíu. Mọi người thấy màn hình điện thoại em ha. Bây giờ đây là cái điện thoại của một bạn nhân viên. Bây giờ em sẽ vào app GoSell của mình. Mọi người nhìn rõ ha. Em sẽ thực hiện cái thao tác tạo đơn hàng mới y chang như trên web hồi nãy, nhưng mà mình chỉ là sử dụng một cái thiết bị như là điện thoại hoặc là cái máy tính bảng để mình tạo những đơn hàng cho nó nhanh chóng thôi. Bây giờ đây là giao diện của em nè, đó trên điện thoại nè, nó đang như vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ click vào cái chỗ tạo đơn hàng mới chỗ này. Em sẽ click vào tạo đơn hàng mới. Đó. Mọi người thấy là ở trên màn hình là nó sẽ ra một cái trang thông tin gọi là tạo một cái đơn hàng mới ha. Mình sẽ click vào đây để tạo đơn hàng mới. Đây. Giao diện của mình ở trên điện thoại sao thì em show y chang ở trên màn hình cho anh chị thấy ở đây ha. Rồi, mình sẽ thấy được đơn 1 đúng không ạ? Cũng giống như nãy thôi, mình có thể click vào cái dấu cộng chỗ này để tạo những cái đơn hàng khác nữa. Ví dụ em click vô đây ra đơn 2, click ra đơn 3. Đó, nhưng mà thôi cái màn hình nó đang nhỏ quá cho nên em tắt bớt nha. Tắt, click vào cái dấu x chỗ này là tắt đi, nó sẽ hỏi là tất cả dữ liệu chưa lưu sẽ bị mất đó nha. Bây giờ mình muốn tắt hẳn luôn thì mình cứ bấm có thôi. Đó. Mình đang ở giao diện một cái đơn hàng và việc của mình là nhập những cái thông tin vô. Thì hồi nãy á, ở trên web là em tìm bằng tên này đúng không? Bây giờ em sẽ thực hiện tìm bằng mã vạch. Mọi người thấy cái tính năng quét mã vạch ở đây nha, ngay góc, click vào. Rồi, nó sẽ ra cái thiết bị quét mã. Hồi nãy em in ra một đống cái mã vạch như vậy, em sẽ quét thử một cái ha. Rồi, để vô nó ra bánh chào đời, thấy không ạ? Mình thử bánh chào đời một cái nữa nè. Đó, thì nó sẽ không có phải là ra hai dòng mà nó tự động nó cộng số 2 cho mình ở đây. Tiếp tục mình tạo mua thêm một cái sản phẩm nữa, khách hàng mua thêm nữa. Bánh dành cho người gầy. Đó. Đây là cái đơn hàng bằng mình sử dụng cái tính năng quét mã vạch để mình thêm vô cái đơn hàng của mình. Rồi, anh chị đã thấy rõ được việc này chưa? Rồi, tương tự như trên web thôi, thì ở trên app của mình thì mình sau khi mình chọn cái số lượng cũng như là cái sản phẩm xong thì mình thêm thông tin khách hàng. Ở trang thông tin khách hàng thì mình có thể thêm vô hoặc là thêm khách hàng mới. Ở đây em chọn cái chị Chi hồi nãy tiếp. Em bấm thêm. Là chị Chi này chỉ mua bánh này nè thì mình thêm vô thôi. Rồi mình không có sắp xếp phương thức vận chuyển gì hết ha. Sorry, có điện thoại em tắt liền. Rồi, ở đây tiền mặt. Cái app của mình nó khác một chút là ở chỗ tiền mặt mình phải nhập chứ nó không có tự động nó hiện. Nhưng mà mình nhập là mình click vô một cái nó ra tổng số tiền mình xác nhận thôi là nó xong rồi. Đó. Rồi mình ghi chú thêm gì mình ghi chú, còn xong không thì mình bấm hoàn tất. Đó, khi mình bấm hoàn tất thì nó sẽ hỏi là xác nhận thanh toán, chắc chắn rằng bạn đã nhận đủ tiền chưa. Đó, cái này là pop up nó hiện lên cho bạn nhân viên của mình. Rồi, ok. Rồi, đơn hàng mới được tạo thành công, chọn hành động tiếp theo. Đó, mình có thể vào chi tiết đơn hàng, click vô đây hoặc bấm ok hiểu rồi. Bây giờ mình click vào chi tiết đơn hàng mình coi. Đó,
mỗi một đơn hàng thì mọi người thấy ha, mình sẽ có cái mã đơn hàng. Mỗi khách hàng thì mọi người cũng phải biết được là luôn có một cái ID khách hàng là mã khách hàng. À, sản phẩm thì có mã vạch của sản phẩm, khách hàng thì có mã vạch của khách hàng. Đó. Rồi, xong xuôi. Đây là những cái thông tin liên quan đến phần sử dụng cái app trên điện thoại, máy tính bảng thay cho cái việc sử dụng web của mình. Đó. Rồi có một anh Thanh anh hỏi là khi nào học phần phiếu vận chuyển bên em phải giao hàng cho khách kiểm. À dạ anh Thanh ơi, cái lịch mà học cái bài đó thì là bên em sẽ post lên trên trang web ha, bên em sẽ thông tin đến anh. Hoặc là nếu mà anh cần một cái lịch cụ thể, anh có thể ping đến cái bạn customer service, các bạn CS đang chăm sóc cho anh á, bạn đó sẽ phụ trách gửi cho anh cái lịch cụ thể anh cần. Được không ạ, anh Thanh ơi? Rồi, ok, em vừa mới thực hiện xong thao tác mà mình vừa mới sử dụng ở trên 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 điện thoại ha. Rồi, đó là những cái phần bài học của ngày hôm nay. Trước khi hết giờ thì không biết là còn anh chị nào hỏi em vào những cái phần nào nữa không ạ? Mình vừa mới học qua cách tạo sản phẩm và cái yêu cầu là mình sẽ bắt buộc mình phải tích vào tại cửa hàng ha. Mình học cái cách tạo đơn hàng để bán hàng tại quầy. Mình cách học cách chọn sản phẩm, chọn khách hàng. Đó, và mình học được cái cách in cái bill cũng như là in cái mã vạch. Dạ rồi, em cảm ơn cả nhà mình đã có mặt ngày hôm nay để tham dự cái buổi hướng dẫn bán hàng tại quầy cùng với GoBoss. Em cảm ơn các anh chị ạ.